Rồi, xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi lại làm cái video hướng dẫn về cách trồng và chăm sóc cây cát tường. Đây ạ. Sau hai phần trước thì hôm nay cây được 9 ngày các bạn. 9 ngày cây to như này. Rồi, hai ngày trước các bạn thấy là nó cái chồi của nó chưa được cao như đây này, cái lóng nó cũng còn ngắn ngắn đúng không ạ? Bây giờ thì cây nó đã cao rồi, cách có 2 ngày thôi các bạn. Với cây này thì mình đã bón phân được 2 lần các bạn nhé, và dùng thuốc kích rễ, thì cũng dùng được 2 lần. Có 9 ngày thôi các bạn. Hôm qua mình vừa bổ sung thêm NPK cho nó, cây nó lớn nhanh lắm các bạn. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách cây ngọn các bạn, chú ý theo dõi nhé. Đối với cái cây của mình ấy, thì thực tế khi mà trồng đến giờ thì mới được 9 ngày thôi, nhưng mà với tình hình phát triển như thế này thì hoàn toàn có thể cây ngọn này nhé. Các bạn xem cái lóng của nó đi, đã cao rồi các bạn. Với những bạn mà chưa biết là cái thời điểm cơi ngọn như thế nào thì các bạn xem cái cây đây, nó từ 2 lóng trở lên các bạn nhé, thì mình sẽ bắt đầu cơi. Còn nhỏ quá như thế này thì chưa cơi được các bạn nhé. Cây này thì hơi nhỏ, cây này do là mình lấy cây về nó còn nhỏ quá, thành ra là giờ nó chưa đến thời kỳ cơi. Rồi, để cây ngọn thì chúng ta cần chuẩn bị những cái thứ như này các bạn nhé. Bạn chú ý đây. Đây ạ. Phân bón Atomic này, N3M này, và cái kéo dùng để cây ngọn. Cái kéo này thì thực tế là cái kéo để cắt chỉ các bạn ạ. Các bạn mua ở đâu cũng có, dùng loại này thì nó rất là tiện. Vậy thì sử dụng như thế nào? Trước tiên ấy, thì đối với cái kéo này, các bạn phải rửa sạch nó đi nhá, tránh những cái mầm bệnh theo bên ngoài. Kéo này thì có thể dùng tỉa nhiều loại khác nhau, thành ra là có thể là nó sẽ bị nhiễm khuẩn hoặc là mầm bệnh từ đâu đó. Thì các bạn chú ý là trước khi cơi ngọn thì nên dùng nước sạch rửa qua, hoặc là nước nóng, hoặc là loại gì đó rửa sạch đi trước khi cơi nhé. Rồi, khi cơi ngọn ạ, nhiều người thì dùng tay, dùng dao, dùng loại bất kể loại gì đó thì cũng đều được nhé. Tôi dùng kéo, và khi mà cắt ấy, thì các bạn lưu ý là nên để kéo nó ở một cái góc khoảng 45 độ để làm sao cây nó mình cắt xong đi, cái nhựa của nó không bị dính ở trên cái thân của nó nhé. Và như thế thì nó tránh được những cái mầm bệnh lây lan qua chỗ này. Đây nha, tôi cắt nha các bạn nha. Đây, mình sẽ cây ngọn như thế này nhé. Đó, đó là một cây. Các bạn nên cắt phía cao lên một chút, tại vì là cái nhánh của nó sẽ mọc ở hai nách. Trường hợp mà các bạn cắt sâu quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái nhánh phụ nó lên các bạn. Rồi, cây thứ hai này, các bạn lưu ý là góc nghiêng 45 độ nhé. Rồi, đã xong. Rồi, đây các bạn nhé. Đó, tôi sẽ cơi như thế này. Còn các bạn thậm chí là có thể cơi ở phía dưới để lấy 2 nhánh ở phía dưới cũng được. Nhưng mà tôi thì tôi muốn cơi ở bên trên, thì rất có thể là sẽ được 4 nhánh nhé. Rồi, tôi tiến hành cơi cây thứ ba nhé. Cũng y như vậy. Các bạn để một góc 45 độ nhé. Và cắt. Đó. Vậy là tôi đã có 3 cây vừa cây ngọn xong các bạn nhé.
Đây, tôi đã có 3 cây đã cơi ngọn xong rồi này. Lưu ý nhé, cái cây của tôi thì mới được có 9 ngày thôi, nhưng mà tại vì nó đến cái thời điểm cần phải cây ngọn thì tôi cây ngọn. Còn các bạn theo dõi cái độ sinh trưởng của cây nhé, các bạn lấy về tùy thuộc vào cái loại giống thì nó có thể là từ 10 đến 15 ngày thì mình có thể cơi được. Tôi nói lại nhé, có thể là cơi lóng ở đây hoặc là ở phía dưới thì tùy các bạn, tùy theo từng người thôi. Như tôi cơi để nó một lóng như thế này. Về cái thời điểm cơi ngọn ấy, thì các bạn lưu ý là thông thường vài mấy ngày mà trời nắng thì các bạn hãy cứ cơi nhé, cơi khoảng độ 9 giờ 10 giờ buổi trưa đấy, để cho khi mà cơi xong thì những cái nhựa ở cái nhánh của nó đấy nó sẽ đi khô được rất là nhanh, khô rất là nhanh. Như thế thì nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái mầm bệnh. Trong trường hợp mà ví dụ buổi chiều trời mưa âm u chẳng hạn thì nó là cái môi trường rất là tốt để cho những cái mầm bệnh nó phát triển các bạn. Thành ra là lưu ý khi mà cơi thì các bạn cơi vào những ngày trời nắng ấm một chút để cho cây nó cái vết thương nó bị khô, nó được khô nhanh. Rồi, sau khi cơi ngọn xong á thì các bạn lưu ý dùng một trong hai loại này hoặc là loại nào cũng được nhé. Mình buổi chiều khoảng 4-5 giờ chiều thì chúng ta tiếp tục xịt cái phần này để cho nó cái bộ rễ của nó khỏe, tăng cái khả năng đâm chồi lên. Ngoài ra thì các bạn ra những cái cửa hàng bán dụng cụ nông nghiệp á, các bạn hỏi mua thêm những cái thuốc về đâm chồi, vọt đọt, những cái loại đấy thì cũng phun lên cây để cho cây nó mọc đọt tốt hơn nhé các bạn ơi. Cái thuốc kích đọt vọt đọt thì các bạn cũng phun đồng thời với cái phân bón rễ này hoặc là ngày hôm sau nhé. Sau đấy thì sau một ngày đi thì các bạn bổ sung thêm một lượng NPK cộng với cả đạm nữa các bạn nhé. Thêm nhiều đạm hơn một chút, tại vì là để mà cây thì bật nhánh được ấy, thì thời điểm này là cần phải bổ sung cái dinh dưỡng cho nó khá là tốt thì mới được. Nhưng các bạn nếu mà làm đất các bạn không làm được tốt ấy, thì cái cây nó lên nó sẽ chậm và yếu lắm các bạn. Rồi thế nha, cảm ơn các bạn. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì cứ đăng ký kênh để theo dõi những cái video mới nhất mà chúng tôi làm về hướng dẫn cây cát tường nhé. Rồi, chúc các bạn thành công.